nhằm đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng đối với thanh niên, cũng như lắng nghe những ý kiến kiến nghị, đề xuất của thanh niên, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách chăm lo phát triển đối với thanh niên. Ngày 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều đã có buổi đối thoại với hơn 300 thanh niên tỉnh Bạc Liêu. Tại buổi đối thoại, các bạn thanh niên đặt ra nhiều câu hỏi về việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Bạc Liêu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, y tế, giáo dục, việc làm, thương mại và du lịch. Đối với các lĩnh vực này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai và đạt được những kết quả tích cực khi từng bước thực hiện chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế số nông nghiệp, dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe cá nhân trên nền tảng số, triển khai nền tảng số dạy học trực tuyến, triển khai nền tảng dữ liệu số về lao động, việc làm và an sinh xã hội, hỗ trợ người dân đưa sản phẩm dịch vụ lên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong không gian 3D tại các điểm di tích, văn hóa, du lịch, tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Bên cạnh đó, các thanh niên cũng đề cập một số vấn đề về bảo tồn văn hóa truyền thống với thế hệ thanh niên và các vấn đề về việc làm, môi trường. Tuổi trẻ chúng em đang băn khoăn với vấn đề làm môi trường. Thì hiện nay thì một số nơi, một số địa phương bị ô nhiễm môi trường, và đặc biệt là cái nguồn nước để phục vụ cái nhu cầu sản xuất của bà con nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo, các cấp, các ngành có cái giải pháp gì hoặc là cơ chế chính sách gì để kiểm soát được cái tình trạng ô nhiễm môi trường. Tỉnh Bạc Liêu cũng giao cho Sở Nông nghiệp với Sở Tài nguyên Môi trường, các ngành chức năng để khảo sát, đánh giá lại coi cái việc xung đột đó chúng ta giải quyết bằng cách nào. Đấy, nếu như mà trước đây ấy, thì người ta quy định nếu như mà anh làm công nghệ cao thì anh phải có xả thải, là phải xử lý nước thải tui tôm ra, thay đổi công nghệ rồi vân vân, rồi siết chặt vấn đề xả thải cho người nuôi tôm công nghệ cao, thì chúng ta giải quyết câu chuyện này mới được. Thôi vài năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta mà kiểu xả thải kiểu này thì chúng ta sẽ ô nhiễm rất nặng. Cái xu hướng của các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn học sinh, nhất là các bậc phụ huynh đang rất quan tâm lựa chọn ngành nghề, trong đó là ưu tiên lựa chọn trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin, các cái ngành nghề trong cái việc chuyển đổi số, tin học ứng dụng. Trong thời gian tới thì lãnh đạo tỉnh, các sở ngành tỉnh có những cái cơ chế hoặc là các giải pháp gì để giải quyết cái lực lượng lao động trình độ cao này? Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, vì tỉnh đoàn coi cái chúng ta có thu hút cái nguồn lực công nghệ thông tin chuẩn bị cho chuyển đổi số của tỉnh mạnh mẽ hơn trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đấy, chúng ta phải có cái đô thị thông minh nè, phải có tích hợp các cái dữ liệu lớn về giao thông, về môi trường, về đất đai, về y tế, về giáo dục, thì tất cả các ngành là phải có dữ liệu, mà có dữ liệu là phải làm. Đề nghị Sở Nội vụ như các ngành chức năng là đi khảo sát rồi đánh giá lại nhu cầu bao nhiêu, có nguồn lực công nghệ thông tin phục vụ cho vấn đề chuyển đổi số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều khẳng định tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng phát triển thanh niên, vì đây là nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Việc thanh niên ngày càng quan tâm, đi đầu cống hiến, đóng góp, xây dựng mọi mặt về chính trị, kinh tế, xã hội, làm niềm tin ấy lại thêm vững vàng hơn. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong rằng, với công cuộc chuyển đổi số của quốc gia, của Bạc Liêu, thanh niên sẽ tiếp tục khẳng định rõ tinh thần tiên phong đi đầu, chủ động cụ thể hóa chuyển đổi số thành mô hình, giải pháp, công trình phần việc của đoàn viên thanh niên, thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, giúp thông điệp chuyển đổi số thấm sâu trong mọi hoạt động của tuổi trẻ nói riêng, trong tầng lớp nhân dân nói chung, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số.